Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 9 tháng 4 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi thứ 6 cho thấy, nhờ có sự phù trợ của tam hội nên hôm nay, người tuổi Tý có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Quý nhân có thể là người ở ngay bên cạnh bạn, thậm chí là thân quen với bạn. Người đó sẽ giúp bạn khắc phục được khó khăn, đồng thời đưa ra những định hướng phát triển cho tương lai. Trong công việc, bản mệnh cũng hoàn thành xuất sắc công việc được cấp trên giao cho, nhờ thế bạn nhận được sự khâm phục và tin tưởng của nhiều người. Hãy tự tin và tiếp tục cố gắng hơn nữa, chắc chắn thành công sẽ sớm đến với bạn. Tuy nhiên, trong ngày thủy vượng, bản mệnh dễ mắc phải các bệnh về thận, não bộ, bàng quang, đặc biệt với phụ nữ thì có thể mắc các bệnh phụ khoa. Vì vậy, bạn cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân và đi khám nếu cần thiết. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh kim. Trong gia đình có người đi xa hoặc thay đổi công việc làm ăn. Quay trở về chốn cũ, bạn cũ thì có lợi, có tài lộc nhưng phải bỏ nhiều công sức, phải bôn ba xoay sở. Có quý nhân giúp đỡ, đề phòng sức khỏe, hoặc lo cho người thân về sức khỏe, công danh, nơi ăn chốn ở. Có tiệc tùng nhỏ. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều biến động hoặc thay đổi do đã có dự tính trước hoặc có sự thay đổi, gặp gỡ bất ngờ. Nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác làm đảo lộn công việc. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn nhưng cũng gặp trắc trở chút ít. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều biến động hoặc thay đổi do đã có dự tính trước hoặc có sự thay đổi, gặp gỡ bất ngờ. Nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác làm đảo lộn công việc. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn nhưng cũng gặp trắc trở chút ít. Có tin vui hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Canh Tý, thuộc mệnh thổ. Làm việc gì cũng dựa theo đa số mới có kết quả. Ngày có sự gặp gỡ hoặc có tin của thân nhân, bè bạn. Trong gia đình có người đi xa hoặc thay đổi công việc làm ăn. Quay trở về chốn cũ, bạn cũ thì có lợi. Có tài lộc nhưng phải bỏ nhiều công sức, phải bôn ba xoay sở. Có quý nhân giúp đỡ, đề phòng sức khỏe, hoặc lo cho người thân về sức khỏe, công danh, nơi ăn chốn ở. Có tiệc nhỏ. Tử vi tuổi Nhâm Tý, thuộc mệnh mộc. Ngày có nhiều biến động hoặc thay đổi do đã có dự tính trước hoặc có sự thay đổi, gặp gỡ bất ngờ. Nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác làm đảo lộn công việc. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn nhưng cũng gặp trắc trở chút ít. Có tin vui hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, có lộc ăn, quà tặng. Con số may mắn, 41, 58. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu. Vận trình gặp thiên quan gây rối, để tránh cho bản thân vướng vào những vụ tranh chấp, thị phi với kẻ tiểu nhân, người tuổi Sửu cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy, dễ bị kích động của mình. Đừng để việc này gây ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp của bạn. Dù giữa bạn và lãnh đạo có quan điểm bất đồng, bạn cũng không nên đẩy mâu thuẫn lên quá cao, bởi có là người thắng hay thua trong cuộc tranh luận thì chưa chắc bạn đã nhận được lợi ích lớn lao gì. Hãy chờ một thời điểm khác khi đôi bên đều có thể bình tĩnh trao đổi. Thổ khắc thủy cho thấy khoảng thời gian gần đây, bản mệnh thường xuyên lơ là việc quan tâm đến gia đình. Nếu có thời gian rảnh rỗi, hãy bắt tay vào làm những việc đơn giản để hâm nóng tình cảm giữa các thành viên, ví dụ như cùng nấu một bữa ăn đơn giản. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh kim. Ngày có nhiều sự hao tốn hay phải lo lắng cho công việc, hay phải tu bổ, sửa chữa lại công việc, đồ đạc, nhà cửa. Tin mong đợi đến không vừa ý, có chuyện buồn, có chuyện gặp rủi ro thất bại hoặc có chuyện tang thương cho mình hoặc cho người thân, bè bạn. Gia đạo bất an, tài lộc kém. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh thủy. Nên xem xét lại những công việc cũ và cố gắng giải quyết. Nhưng nếu là công việc quan trọng thì chớ nên quyết định. Ngày không nên tiến hành các công việc mới mà chỉ là tu bổ, chỉnh đốn, sửa chữa các việc hiện tại. Hay có sự cản trở, khó khăn, hoặc có nhiều tin tức đến khó giải quyết cho trọn vẹn, đầy đủ.
tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều sự đương đầu với những trở lực khó khăn hoặc tâm tình bất an, sức khỏe không tốt. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, quý nhân và có hao tốn. Tuy nhiên cần phải cố gắng giải quyết không nên để qua ngày khác. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh thổ. Tin mong đợi đến không vừa ý, có chuyện buồn, cần phải có sự khéo léo khi tiến hành, trao đổi. Ngày có nhiều sự hao tốn hay phải lo lắng cho công việc, hay phải tu bổ, sửa chữa lại công việc, nhà cửa. Gia đạo bất an, tài lộc không tốt. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh mộc. Cần phải hết sức khéo léo và nhẫn nại, chớ nên nôn nóng khi có nhiều sự đương đầu với những trở lực khó khăn hoặc tâm tình bất an, sức khỏe không tốt. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, quý nhân và có hao tốn. Tuy nhiên cần phải cố gắng giải quyết không nên để qua ngày khác. Con số may mắn, 23, 56. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, cà phê, xám. Quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Theo tử vi thứ 6 cho thấy, cục diện tương phá gây ra ảnh hưởng lớn với người tuổi Dần trên phương diện tình cảm. Những người đã lập gia đình có dấu hiệu rạn nứt tình cảm với bạn đời. Bạn cần phải chú ý và hóa giải những hiểu lầm, nếu có, ngay lập tức. Ngày này, những người chưa lập gia đình cũng gặp nhiều chuyện không như ý muốn. Bạn khó có thể tìm được người phù hợp, cho dù xung quanh bạn có nhiều đối tượng muốn tiến tới. Có lẽ bản mệnh nên bình tĩnh và chờ thời điểm thích hợp hơn. Lại thêm thương quan chiếu mệnh cho thấy sự nghiệp của bản mệnh cũng có dấu hiệu bất ổn. Có thể bạn đã gây hấn với người có quyền cao chức trọng vào một lúc nào đó nên thời điểm hiện tại, bạn phải chịu đựng sự chèn ép. Đây chính là bài học để bạn cư xử điềm tĩnh hơn trong tương lai. Tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh thủy. Tài lộc tuy có nhưng chậm chạp, hoặc phải chi dụng những việc cần thiết, các công việc đã đến hạn kỳ, hẹn ước. Mọi việc đều thay đổi, có tin tức ở nơi xa, hạp các nghề xây dựng, kiến trúc, du lịch, tiếp thị, phóng viên, địa ốc. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều sự thay đổi không giống như mình suy nghĩ. Nên dè dặt trong mọi chuyện, nhưng cũng không phải là xấu. Nên xem xét, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh thổ. Nên cẩn trọng trong mọi việc, dễ có sự hao tốn hoặc cực nhọc, chắc chờ đưa đến hao tán. Sức khỏe không tốt, chuyện vui cũng không vừa ý. Ngày có nhiều sự thay đổi không giống như mình suy nghĩ. Nên xem xét, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm chạp, khó khăn. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh mộc. Công việc dù có khó khăn đến đâu cũng cần có sự nhẫn nại, sau mới có kết quả. Nên có sự chia sẻ về tài lộc nếu có quý nhân giúp đỡ, mọi việc đều thay đổi, có tin tức ở nơi xa, hạp các nghề xây dựng, kiến trúc, du lịch, tiếp thị, phóng viên, địa ốc. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh kim. Nên cẩn trọng trong mọi việc, dễ có sự hao tốn hoặc cực nhọc, chắc chờ đưa đến hao tán. Tuy nhiên vẫn có tài lộc, có quý nhân giúp đỡ. Sức khỏe không tốt, chuyện vui cũng không vừa ý. Ngày có nhiều sự thay đổi không giống như mình suy nghĩ. Nên xem xét, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Con số may mắn, 12, 50. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh da trời. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Cục diện ngũ hành tam hợp cho thấy, người tuổi Mão giúp bản mệnh luôn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào bất cứ nhiệm vụ nào. Tuy nhiên, bạn không nên tô hồng thực tế, bởi nếu gặp trắc trở, sự việc không như ý muốn, bạn dễ cảm thấy chán nản, buông xuôi. Với bản tính hiền hòa và vui vẻ, các quan hệ xã giao của bản mệnh vẫn đang phát triển khá thuận lợi. Vì vậy, khi đối diện với khó khăn, bạn cũng không nên quá lo lắng, bởi xung quanh sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ hoặc định hướng cho bạn. Ngày này cũng có thủy sinh mộc, gia đình của người tuổi này cũng có bầu không khí rất hài hòa và ấm áp. Bạn và nửa kia của mình luôn luôn tâm sự với nhau, cho dù việc lớn hay nhỏ, chẳng giấu giếm bất cứ điều gì. Đôi bên càng lúc càng trở nên thấu hiểu. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh thủy. Gia đạo bất an,
hoặc việc ở công sở gặp nhiều chuyện rắc rối về công danh cũng như về tình cảm. Nên cẩn trọng dễ bị sự oán trách, gây gỗ lôi thôi, làm hỏng việc. Ngày có nhiều lo âu, cực nhọc, không nên mưu cầu chuyện lớn lao, không có lợi. Nên chỉnh đốn xem xét lại công việc hoặc sửa chữa lại những gì đã hư hỏng ở quá khứ. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh hỏa. Dù công việc trước đây có sự thuận lợi, cũng phải đề phòng trường hợp bất trắc, rủi ro do sự thiếu sót, bỏ quên. Chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Nói chung mọi việc hay có sự đảo lộn, trắc trở ngoài dự tính. Tuy nhiên vẫn có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc mệnh thổ. Việc đi lại nên cẩn trọng hoặc hay phải rời hẹn trong sự gặp gỡ. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải mua sắm, tu bổ. Nhà có hỷ sự, có khách hoặc có tin, có ăn uống, quà tặng hoặc được mời, có tài lộc, có sự giúp đỡ của quý nhân. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh mộc. Có chuyện sửa sang, tu bổ, đồ đạc, vật dụng, nhà cửa. Có tài lộc, nếu di chuyển ra đi thì thành công, nên xem trọng ý kiến của người lớn tuổi. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh kim. Mọi việc đều không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện, chỉ nên làm những việc cần thiết. Ngày rất dễ gặp những chuyện rủi ro, phiền hà hoặc đau ốm, mệt mỏi, do công việc cũng có và cũng do sự giao thiệp, gặp gỡ, hao tán về ăn uống, quà tặng. Nên giới hạn việc di chuyển, đi xa, hoặc cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc. Con số may mắn 9, 52. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh rêu. Quý nhân phù trợ, Sửu, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Thìn. Trong ngày có chính quan chiếu mệnh, là một dấu hiệu cực kỳ may mắn cho những người tuổi Thìn vẫn luôn phấn đấu vì sự nghiệp. Bản mệnh có thể được cấp trên coi trọng vì tinh thần trách nhiệm cao và sự nghiêm túc của mình. Nếu bạn cởi mở hơn khi tiếp thu ý kiến, con đường thăng quan tiến chức của bạn ngày càng sáng lạn. Nhờ những cố gắng từ trước đến nay, bản mệnh có thể được cất nhắc lên một chức vụ xứng đáng hơn với năng lực của mình. Hãy coi đây là động lực để tiếp tục cố gắng trong tương lai, để những kẻ luôn có ý định hạ bệ bạn phải tâm phục khẩu phục. Ngày này cũng gặp thổ khắc thủy, lời khuyên con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Đặc biệt là khi đôi bên có bất đồng ý kiến, đừng khăng khăng bắt người ta phải nghe theo ý kiến của mình, bởi chưa chắc mọi quan điểm của bạn đã là đúng đắn. Tử vi tuổi Giáp Thìn, thuộc mệnh hỏa. Có tài lộc nhưng chậm, có hỷ sự, có lộc ăn nhưng phải hao tốn hoặc đóng góp. Có tin xa về công danh, sức khỏe, bổn mạng của người thân. Thuận lợi trong việc sửa chữa, tu bổ văn phòng đồ đạc. Mọi công việc nên ở trong tình trạng bình thường, khai triển thêm không có lợi. Tình cảm tốt. Tử vi tuổi Bính Thìn, thuộc mệnh thổ. Nên có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm về nhà cửa, đồ đạc, sự mong cầu tin tức về công danh, tình cảm đều chậm, hoặc có sự thay đổi không đúng với dự tính. Có cuộc đi ngắn nhưng cũng không đem lại kết quả gì, hoặc không thể đi được. Tử vi tuổi Mậu Thìn, thuộc mệnh mộc. Nên di chuyển, đi xa. Ngày có nhiều công việc đến dồn dập, cũ cũng như mới hoặc có nhiều người đến hoặc có nhiều tin tức. Nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ, hoặc nên giải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu. Hao tài về giao thiệp, giải trí, chữa bệnh. Tử vi tuổi Canh Thìn, thuộc mệnh kim. Có tin xa về công danh, sức khỏe, bổn mạng của mình và người thân. Có tài lộc nhưng chậm, có hỷ sự, có lộc ăn nhưng phải hao tốn hoặc đóng góp. Thuận lợi trong việc sửa chữa, tu bổ văn phòng, đồ đạc. Mọi việc nên ở trong tình trạng bình thường, khai triển thêm không có lợi. Tình cảm tốt. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thuộc mệnh thủy. Nên di chuyển, đi xa. Ngày có nhiều công việc đến dồn dập, cũ cũng như mới hoặc có nhiều người đến hoặc có nhiều tin tức. Nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ, hoặc nên giải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu. Hao tài về giao thiệp, giải trí, chữa bệnh. Con số may mắn, 55, 67. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ. Xem tử vi thứ 6 cho thấy, cục diện tương xung khiến người tuổi Tỵ nói năng thiếu suy nghĩ, thậm chí không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp của mình. Bạn vốn là một người có cách cư xử khéo léo, thế nhưng hôm nay, bạn lại dễ gây mất lòng những người xung quanh.
bản mệnh cũng sẽ trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc. Bạn cũng không nên nóng vội muốn đạt kết quả mong ước ngay lập tức, bởi muốn thành công, con người cần nhất là sự kiên trì. Hãy bình tĩnh bước từng bước một. Vận trình thứ 6 này cũng gặp ngày có thủy khắc hỏa, mối quan hệ giữa bản mệnh và con cái cũng gặp nhiều rắc rối. Con cái có thể có những điều khiến bạn không hài lòng, tuy nhiên, bạn không thể chỉ nhìn vào những điều tiêu cực và nhắc đi nhắc lại. Điều này sẽ khiến con cái dần trở nên tự ti. Tử vi tuổi Ất Tỵ, thuộc mệnh hỏa. Ngày xung của bổn mạng, làm gì cũng nên cẩn thận dễ gặp sự rủi ro bất ngờ hoặc có những sự việc xảy ra làm cản trở công việc hoặc dự tính của mình. Nếu có hội họp, đình đám, nhóm bạn cũng không nên bị lôi cuốn vào những chuyện không có lợi, mà còn đưa đến phiền lòng. Chờ đợi tin tức chưa có hoặc chỉ nhận được tin không tốt. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thuộc mệnh thổ. Ngày xung của bổn mạng, mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường, bởi vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối, hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính. Không nên nhúng tay vào chuyện công danh, tình cảm của người khác. Đề phòng có người dò ngó vào chuyện của mình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, thuộc mệnh mộc. Ngày xung của bổn mạng, mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường, bởi vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối, hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính. Không nên nhúng tay vào chuyện công danh, tình cảm của người khác. Đề phòng có người dò ngó vào chuyện của mình, hoặc gặp chuyện thị phi, nói xấu, có tin buồn. Tử vi tuổi Tân Tỵ, thuộc mệnh kim. Ngày xung của bổn mạng, làm gì cũng nên cẩn thận dễ gặp sự rủi ro bất ngờ hoặc có những sự việc xảy ra làm cản trở công việc hoặc dự tính của mình. Nếu có hội họp, đình đám, nhóm bạn, cũng không nên bị lôi cuốn vào những chuyện không có lợi, mà còn đưa đến phiền lòng, trách oán. Chờ đợi tin tức chưa có. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thuộc mệnh thủy. Ngày xung của bổn mạng, không nên nhúng tay vào chuyện công danh, tình cảm của người khác. Đề phòng có người dò ngó vào chuyện của mình, hoặc gặp chuyện thị phi, nói xấu, có tin buồn. Mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường, bởi vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối, hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính. Con số may mắn, 34, 60. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ. Cục diện thủy khắc hỏa cho thấy, người tuổi Ngọ có thể sẽ rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh với nửa kia. Dù là vợ chồng cũng vốn khó tránh khỏi những lúc bất đồng ý kiến, nhưng càng là những lúc như vậy, bạn lại càng không nên nóng nảy, nói ra những lời thiếu suy nghĩ gây tổn thương cho nửa kia của mình. Và một khi chiến tranh lạnh xảy ra, dù ai là người đúng, ai là người sai, bản mệnh cũng chớ nên nghĩ đến việc giành phần thắng về mình. Hãy chủ động làm hòa với người ấy, bởi mâu thuẫn kéo dài chỉ khiến bầu không khí gia đình thêm căng thẳng. Tuy nhiên, trên phương diện tài chính, nhờ có thiên tài phù trợ mà bạn dễ gặt hái được những khoản tiền khả quan. Đó có thể là khoản tiền do các công việc phụ của bạn mang lại, hoặc đơn giản bạn là con giáp may mắn được thần tài ghé thăm. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, thuộc mệnh kim. Mọi dự tính ở quá khứ nay nên tiến hành, không nên e ngại hao tốn tiền bạc, cần phải chỉnh đốn tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp mới có kết quả tốt cho tương lai. Sự mong cầu về tài lộc còn chậm nhưng sẽ có kết quả. Có tin buồn ở xa, ngày không nên nêu ý kiến, soạn thảo dễ bị bỏ ngang nửa chừng. Buôn ba nhiều khó thành công. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh thủy. Nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt, hoặc mình phải chịu hao tốn. Cho nên nếu vì tình cảm, ân nghĩa thì nên tiến hành, nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, thuộc mệnh hỏa. Về công việc hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình. Nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt, hoặc mình phải chịu hao tốn. Cho nên nếu vì tình cảm, ân nghĩa thì nên tiến hành, nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến. Ngày có chuyện vui, có tin tức ở xa, hoặc có sự gặp gỡ. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thuộc mệnh thổ. Nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, có tin xa, có khách đến. Mọi dự tính ở quá khứ nay nên tiến hành, không nên e ngại hao tốn tiền bạc, cần phải chỉnh đốn tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp mới có kết quả tốt cho tương lai. Sự mong cầu về tài lộc còn chậm nhưng sẽ có kết quả. Có tin buồn ở xa, cuộc vui không trọn vẹn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, thuộc mệnh mộc. Nên giới hạn mọi việc, và bình tĩnh khi có nhiều sự việc, tin tức đến. Nếu cần hãy làm cho nhanh để thâu đoạt lợi lộc, và hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình.
nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt, hoặc mình phải chịu hao tốn. Cho nên nếu vì tình cảm, ân nghĩa thì nên tiến hành, nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến. Có chuyện vui, có tin tức ở xa, hoặc có sự gặp gỡ. Con số may mắn, 17:48. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường tím, đỏ. Quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi. Trong ngày thứ 6 này tử vi cho thấy, thiên quan khuyên người tuổi Mùi tốt nhất nên tránh va chạm với mọi người, đặc biệt là cấp trên hoặc những người có địa vị trong xã hội. Bạn có thể sẽ vướng phải nhiều rắc rối hơn nữa trong tương lai nếu không biết kiềm chế tính nóng nảy của mình. Ngày này nếu là lãnh đạo, bản mệnh cũng có thể trở thành một người độc đoán khi luôn muốn mọi người phải nghe theo sự sắp đặt của mình. Cho dù đang giữ vị trí cao đến mấy, bạn cũng nên lắng nghe ý kiến của cấp dưới để tìm ra ý kiến hợp lý nhất. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay nên tránh việc kiện tụng, tranh chấp. Vì vậy, dù có bất đồng quan điểm với ai, bạn cũng chỉ nên góp ý nhẹ nhàng, không nên nóng nảy nói lời động chạm tới người khác. Tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh kim. Có nhiều việc giải quyết có liên quan đến nhà cửa, địa ốc, nơi ăn trốn ở. Cần nghiên cứu và xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định. Nói chung là cứ hết lòng với công việc, dù có thiệt thòi chút ít nhưng sẽ có lợi về sau. Có tin buồn, tài lộc vào ra thất thường, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh thủy. Nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết. Sức khỏe không tốt, có nhiều chuyện buồn phiền trong lòng. Gia đạo bất an, trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói, dễ bị hiểu lầm, hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu. Ngày chỉ nên nghỉ ngơi, không nên mưu tính công việc sẽ khó có kết quả. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, thuộc mệnh hỏa. Nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết. Sức khỏe không tốt, có nhiều chuyện buồn phiền trong lòng. Gia đạo bất an, trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói, dễ bị hiểu lầm, hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu. Chỉ nên nghỉ ngơi, không nên mưu tính công việc sẽ khó có kết quả. Tử vi tuổi Tân Mùi, thuộc mệnh thổ. Ngày không tốt, không nên giải quyết những việc lớn lao và cũng không nên mong cầu mọi chuyện sẽ không có kết quả. Cẩn trọng về sức khỏe, bổn mạng, đề phòng chuyện thị phi hoặc có tin tức không vừa ý. Nên giới hạn việc gặp gỡ, giao thiệp, không tốt. Không nên vướng vào những chuyện tình cảm không có lợi. Tử vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh mộc. Nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết. Sức khỏe không tốt, có nhiều chuyện buồn phiền trong lòng. Gia đạo bất an, trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói, dễ bị hiểu lầm, hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu. Chỉ nên nghỉ ngơi, không nên mưu tính sẽ khó có kết quả. Con số may mắn, 24:41. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, xám. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân. Xem tử vi thứ 6 này cho thấy, ngũ hành tương hại giáng họa, người tuổi Thân phải trải qua một ngày không bình yên. Bản mệnh dễ phải đối mặt với tiểu nhân hoặc vướng phải những chuyện thị phi bất ngờ. Bạn có thể bị những người không hiểu rõ về mình hiểu lầm. Dù có rơi vào tình huống như vậy, bạn cũng đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản kháng bằng lời nói. Hãy dùng hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy bạn là ai. Nếu bạn làm được điều đó, những kẻ có lỗi với bạn sẽ phải nhận sai. May mắn kim sinh thủy, mệnh chủ luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nửa kia. Nếu công việc gặp bế tắc, đừng ngại ngần tâm sự với người ấy, hai người cùng trao đổi sẽ có cái nhìn toàn diện và tìm ra hướng giải quyết chính xác hơn nhiều. Tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh thủy. Cứ hết lòng với công việc, chuyện tiền bạc sẽ đến ở một ngày khác, chuyện tình cảm chớ nên nghĩ ngợi, sẽ có người hiểu mình. Ngày có sự ước hẹn, đính ước, hội họp, tiệc tùng. Có lời nhỏ. Tử vi tuổi Bính Thân, thuộc mệnh hỏa. Có sự thuận lợi trong việc thay đổi phương hướng kế hoạch, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn, tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ. Không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian, sẽ có kết quả tốt. Chuyện tình cảm không nên hấp tấp, cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ. Tử vi tuổi Mậu Thân, thuộc mệnh thổ. Chuyện tình cảm không nên hấp tấp,
cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ. Có sự thuận lợi trong việc thay đổi phương hướng kế hoạch, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn, tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ. Không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian, sẽ có kết quả tốt. Tử vi tuổi Canh Thân, thuộc mệnh Mộc. Cứ hết lòng với công việc, chuyện tiền bạc, tài lộc sẽ đến ở một ngày khác. Chuyện tình cảm chớ nên nghĩ ngợi, sẽ có người hiểu mình. Ngày có sự ước hẹn, hội họp, tiệc tùng, có lời nhỏ. Tử vi tuổi Nhâm Thân, thuộc mệnh Kim. Có sự thuận lợi trong việc thay đổi phương hướng kế hoạch, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn, tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ. Không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian, sẽ có kết quả tốt. Chuyện tình cảm không nên hấp tấp, cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ. Con số may mắn, 27, 30. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, trắng. Quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu. Vận trình có kim sinh thủy cho thấy, người tuổi Dậu chưa lập gia đình có những mối nhân duyên khá tốt đẹp. Bạn là con giáp có sức quyến rũ trời sinh, nếu có ai để ý, hãy cởi mở và cho đôi bên cơ hội được tiếp xúc trò chuyện với nhau nhiều hơn. Ngày này, nếu đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng vào nửa kia. Bạn không bao giờ nghi ngờ người ấy, cho dù có nghe thấy những lời bóng gió đi chăng nữa. Bạn tin rằng vợ chồng nên đối xử chân thành và trò chuyện thẳng thắn với nhau, tối kỵ việc ghen tuông vô lý. Cộng thêm thiên ấn chiếu mệnh, cho thấy bạn cũng sẽ gặt hái được thành tích xuất sắc trong công việc. Nhờ có đầu óc thông minh, sáng tạo, bạn có thể đưa ra những ý tưởng đột phá trong khi mọi người vẫn còn đang khó khăn tìm cách giải quyết. Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh Thủy. Có những chuyện về tình cảm cũng như công việc phải làm trong miễn cưỡng. Mọi sự đều thay đổi. Sức khỏe không tốt, có sự hư hại về đồ đạc, máy móc. Có tin buồn, tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh Hỏa. Ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn, cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý. Nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thuộc mệnh Thổ. Mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý. Nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn, cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, có tài lộc hoặc có quà tặng, được mời dự tiệc. Tử vi tuổi Tân Dậu, thuộc mệnh Mộc. Ngày có nhiều công việc, có tin hoặc có nhiều người đến. Việc mong cầu khó có kết quả hoặc chưa có thể hoàn tất. Có cuộc vui ngắn, có lộc ăn nhưng cũng không vừa ý. Sức khỏe không tốt, có sự hư hại về đồ đạc, máy móc, cần phải tu bổ, sửa chữa. Có tin buồn, tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Quý Dậu, thuộc mệnh Kim. Mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý. Nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn, cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, có tài lộc hoặc có quà tặng, ăn uống. Con số may mắn, 33, 57. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, bạch kim, xám. Quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất. Trong ngày đang có được chính quan chiếu mệnh, người tuổi Tuất có tinh thần trách nhiệm cao và luôn nghiêm túc trong mọi việc nên dễ nhận được sự tín nhiệm của mọi người. Bản mệnh có thể được cất nhắc hoặc khen ngợi ngay trong ngày hôm nay. Ngày này, những người cần phải thi cử trong vào thời điểm này cũng gặp được nhiều điều may mắn. Bạn có thể tự tin phát huy trình độ thực sự của mình, hứa hẹn đạt được thành tích cao vào tương lai. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là bạn không được lơ là, coi thường kiến thức. Tuy nhiên, vận trình thứ 6 này cũng gặp thổ khắc thủy, con giáp này cần phải quan tâm nhiều hơn nữa tới con cái của mình. Bạn có nhận ra mối quan hệ của mình và các con đã không còn gần gũi như trước hay không? Đừng viện cớ công việc bận rộn và bỏ lỡ quãng thời gian dành cho con cái. Tử vi tuổi Giáp Tuất, thuộc mệnh Hỏa. Ngày có tin tức về chuyện tình cảm, sức khỏe, hôn nhân, sinh nở của mình hoặc người thân. Công việc như thế nào thì làm nên thế ấy, chưa tính toán cao xa không có lợi. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm chạp,
hoặc có tiền mà phải phân chia, cầm tiền của người khác. Tử vi tuổi Bính Tuất, thuộc mệnh thổ. Nếu đã có dự tính, thay đổi thì phải tiến hành một cách chân thành và nhiệt tình. Không nên e ngại sự trắc trở, trở ngại sẽ có kết quả tốt vào một ngày khác. Cũng không nên e ngại sự hao tốn hoặc phải bỏ công sức, vì sẽ có người hiểu được mình. Có cuộc vui nhỏ, hoặc được mời dự tiệc. Tử vi tuổi Mậu Tuất, thuộc mệnh mộc. Làm gì cũng không nên để mình bị ràng buộc, áp lực, rất dễ có những chuyện xảy ra làm đảo lộn tình thế khiến mình phải lo toan. Có cuộc đi ngắn, ngày không nên quyết định mọi chuyện chưa phải là lúc kết thúc. Tử vi tuổi Canh Tuất, thuộc mệnh kim. Ngày có tin tức về chuyện tình cảm, sức khỏe, hôn nhân, sinh nở của mình hoặc của người thân. Công việc như thế nào thì nên làm thế ấy, chứ tính toán cao xa không có lợi. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm chạp, hoặc có tiền mà phải phân chia, cầm tiền của người khác. Có quý nhân đến, tài lộc vào nhanh ra nhanh. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thuộc mệnh thủy. Làm gì cũng không nên để mình bị ràng buộc, áp lực, rất dễ có những chuyện xảy ra làm đảo lộn tình thế khiến mình phải lo toan. Có cuộc đi ngắn, ngày không nên quyết định mọi chuyện chưa phải là lúc kết thúc. Nên hoàn tất những công việc cũ hoặc những việc đã có định kỳ. Con số may mắn, 15:45. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, cam. Quý nhân phù trợ thân, dần, ngọ. Tử vi tuổi Hợi. Thứ sáu này, do ảnh hưởng xấu của cục diện tự hình, người tuổi Hợi nảy sinh trong đầu tư tưởng bi quan và tiêu cực. Khi đối diện với rắc rối, điều bạn cần làm trước tiên không phải là than thân trách phận, mà là suy nghĩ tích cực và tìm cách khắc phục. Mệnh chủ vốn là người thông minh và nhanh nhẹn, tuy nhiên đôi khi, bạn lại quá nóng vội, khiến quyết định đưa ra trở nên thiếu chính xác. Nếu còn chưa chắc chắn với suy nghĩ của mình, hãy chủ động trao đổi với những người xung quanh nhiều hơn. Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng chính nam để gặp hỷ thần hoặc hướng chính đông để gặp tài thần. Đây là hai hướng đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi. Tử vi tuổi Ất Hợi, thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng, dù có gặp tin tức không thuận lợi cũng không nên nóng vội. Hãy dùng tình cảm để giải quyết mọi chuyện hoặc tìm gặp quý nhân thăm hỏi ý kiến. Nếu không có việc gì thì cũng không nên bày vẽ thêm chỉ gặp mọi chuyện không hay đưa đến hao tốn. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng, nên dùng tình cảm để giải quyết mọi việc, không nên có sự đương đầu. Nếu có thể giải quyết công việc bằng sự hao tốn tài lộc thì cũng nên. Sự việc chớ để kéo dài thêm nữa. Hao tốn về giao thiệp hoặc gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của bổn mạng, nên dùng tình cảm để giải quyết mọi việc, không nên có sự đương đầu. Nếu có thể giải quyết công việc bằng sự hao tốn tài lộc thì cũng nên. Sự việc chớ để kéo dài thêm nữa. Hao tốn về giao thiệp hoặc gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng, dù có gặp tin tức không thuận lợi cũng không nên nóng vội. Hãy dùng tình cảm để giải quyết mọi chuyện hoặc tìm gặp quý nhân thăm hỏi ý kiến. Nếu không có việc gì thì cũng không nên bày vẽ gặp mọi chuyện không hay chỉ đưa đến hao tốn. Tử vi tuổi Quý Hợi, thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của bổn mạng, nên dùng tình cảm để giải quyết mọi việc, không nên có sự đương đầu. Nếu có thể giải quyết công việc bằng sự hao tốn tài lộc thì cũng nên. Sự việc chớ để kéo dài thêm nữa. Hao tốn về giao thiệp hoặc gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Con số may mắn, 26:49. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh lam. Quý nhân phù trợ Tý, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.